một siêu phẩm được nhà Nokia ra mắt năm 2008, đó là chiếc Nokia E-Series E71, hàng zin nguyên bản, nguyên hộp và mới 100%, chưa qua sử dụng, đầy đủ hộp phụ kiện. Và trên tay mình hiện nay là một chiếc E71. Mình cũng điểm qua cho những anh em nào chưa biết thì năm 2008 Nokia ra mắt cũng khá nhiều dòng, ví dụ như là dòng N85, dòng E66 hoặc là E71. Thì riêng dòng E71 này là dòng được bán với dây số chạy nhất châu Á cũng như là trên thế giới, cực kỳ chạy, nó còn vượt qua cả iPhone 3G. Đấy. Và chiếc này đến bây giờ, đến hiện tại năm 2022 bây giờ thì thiết kế của nó, ngôn ngữ thiết kế của nó cực kỳ đẹp, vẫn rất là đẹp nhá. Vỏ thép, các cái chi tiết rất là mạnh mẽ. Cái chiếc E72 ấy, chiếc Nokia E72 ấy cũng rất đẹp, nhưng mà mình vẫn nói vui vui là chiếc E72 nó thiết kế nó vẫn hơi ẻo lạ so với chiếc E71. E71 thì phải thiết kế phải gọi là cực kỳ nam tính nha anh em nhá. Rất là đẹp. Bạn nữ cá tính nào dùng thì cũng được. Ok, và trên tay mình là một chiếc Nokia E71. Và sau đây mình sẽ mở hộp. Thì mình nói luôn là chiếc này của mình là đến từ thị trường châu Âu. Và tất cả đều là zin nguyên bản theo máy nhá. Toàn bộ máy, hộp, phụ kiện đều là zin nguyên bản nhá. Chứ không phải ở trên thị trường hiện nay nhá. Không phải giống như một số chỗ ở trên thị trường hiện nay là có một số chỗ họ bán Nokia E71 nguyên hộp. Nhưng mà nó là hàng dựng. Nó vớ vẩn lắm, nó không phải là nguyên bản, phụ kiện nó không phải theo hộp mà nó gọi là ghép nhặt. Và máy là máy vỏ lô, hộp inline email. Đấy là những cái loại hàng dựng vỏ lô. Và nói mình nói luôn là bên mình không bán. Bên mình phải gần 2 năm rồi, bây giờ mới về được 5 hộp đây. 2 năm mới về được 5 hộp này. Nên là anh em nào quan tâm sưu tầm thì mua trước khi hết hàng. Chiếc này thì nguyên bản nó đang có tiếng Anh và mình sẽ hỗ trợ chạy tiếng Việt nếu ai cần chạy tiếng Việt. Đấy. Rất là đẹp. Và năm chiếc này của mình là bản màu trắng anh em nhé. Màu trắng cực kỳ đẹp luôn. Máy vỏ thép cực kỳ đầm và nhỏ gọn. Thì sau đây mình sẽ mở hộp. Đây là một hộp thì mình để ở mặt sau. Mặt sau của hộp đây. Hộp zin nó phải như này nhá. Đấy. Mặt trước thì đây. Tí nữa mình sẽ show các cạnh của hộp. Mình nói luôn là có một số chỗ họ bán rất là hay. Tại vì cái con E71 này này. Nó là tai nghe zin của nó là tai nghe 2.5mm. Đấy. 2.5 nhá. Không phải 3.5 đâu. Con này là tai 2.5, là cái chân nó nhỏ hơn. Nhiều chỗ họ bán nó hộp dựng ấy. Có khách của mình họ mua những cái hàng hộp, nguyên hộp điện thoại sưu tầm của mình ấy, họ cũng bảo là ngày xưa em mua có một cái shop nào đấy họ bán E71 nguyên hộp, nhưng mà mua về tai nghe lại là tai nghe 3.5 đấy. Nói chung là sạc thì sạc lô, máy thì máy vỏ lô, được mỗi cục pin zin, ông có kiếm vào đâu được cục pin zin cũ thì ok, đúng là pin zin thật, còn toàn là lại là đồ lô hết. Là những cái này ấy, anh em phải mua của những chỗ uy tín và tiền nào của đấy thôi. Máy zin chuẩn thì nó mới chuẩn chỉ được. Và anh em phải soi xét từng con ốc nhá, nhìn từng các chi tiết. Ok, thì sau đây mình sẽ mở hộp. Đây thì cái bao tay này nó hơi khó cầm. Ok, email con này là 7384 này, made in Phần Lan này, tất cả là chuẩn nhá. Và bản này là bản màu white steel, nghĩa là màu trắng bạc. Movistar, nhà mạng Movistar. Ok, mở hộp ra thì bên trong hộp nó sẽ có máy ở cái vị trí này, máy đựng trong túi ở vị trí này. Bên đằng hông là một cục pin zin BB4L, nhưng mà cục pin thì mình đã lắp sẵn ở trong máy rồi nên là bên trong nó không có pin, pin nó nằm ở góc này nhá. Củ sạc zin, thị trường này là củ sạc liền dây. Một cái này là một sợi cáp USB. Con này thì nó không có sạc qua cổng USB đâu, nên con này cáp nó chỉ gọi là để kết nối máy tính chuyển dữ liệu thôi. E72 thì nó mới có sạc qua USB. Đây, một chiếc bao da zin. Bao da zin màu trắng thì nó là bao da trắng Nokia E-Series, cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Bao da zin luôn. Thì theo mình nhận định thì cái bao da này ấy, nó qua thời gian thì nó sẽ yếu đi một phần, nên là anh em để sưu tầm thì cứ để trong túi sưu tầm thôi, hoặc anh em lấy ra dùng thì nói chung cũng nhẹ nhàng thôi. Tại vì là cái da này nó mười mấy năm rồi mà. Nó 15, từ 2008 đến bây giờ là 14 năm rồi. Thì nó sẽ hơi yếu qua thời gian. Nhưng mà cam kết với anh em là zin chuẩn nhá. Bao da zin chuẩn đấy. Đây, các cái vân da đây. Ok chưa? Máy trắng thì bao da trắng. Anh em nào ví dụ mà thích dùng bao da thì anh em có thể đặt các cái xưởng làm bao da, ở làm ví da thủ công ấy. Họ làm những cái loại này chỉ vài trăm nghìn một cái bao. Đấy, thì anh em có thể đặt ở các xưởng nó làm cái bao da mới cho nó dùng cho nó bền. Ok, một chiếc tai nghe zin Nokia ngày xưa nó phải như này này. Đấy, tai nó phải màu trắng, máy trắng này, tai nghe trắng này. Nó tặng thêm cho khách hàng hai đôi mút
kiểu là cái xốp để bọc cái tai ấy đấy, một đôi đỏ và một đôi đen. Con này là tai Nokia HS47. Ok, tai zin anh em nhá. Tiếp theo nữa, bên dưới là sổ sách và đĩa CD thôi, một chiếc đĩa CD của rất quen thuộc ở trên nhiều dòng Nokia rồi. Đây. Một chiếc đĩa CD để chạy phần mềm. Ok chưa? Đĩa này cũng rất là mới nhá. Bây giờ thì họ cập nhật phần mềm trực tuyến rồi hoặc là qua cổng USB, nên là những cái đĩa như này thì bây giờ họ ít dùng lắm, chỉ để sưu tầm là chính thôi. Vài quyển sổ, một quyển sổ chính này. Quyển sổ chính thì nó khá là dày. Đấy, nó các cái hình vẽ của những cái người mẫu họ quảng cáo. Đây. Sổ như này thì không zin thì không còn cái gì. Đây, anh em xem nhá. Sổ zin chuẩn nhá. Đấy, sau những cái phụ kiện để cho anh em biết là máy zin nó chất như thế nào. Đây, con máy đây. Con này thì nó có hỗ trợ 3G, Wi-Fi và chạy hệ điều hành Symbian S60, nên anh em yên tâm là dùng lâu dài. Có 3G nên anh em yên tâm là dùng lâu dài. Máy vỏ thép nên cầm trên tay cực kỳ chắc chắn và cực kỳ đầm tay. Chắc nịch luôn anh em nhé. Con này gọi là không có ọp ẹp gì cả đâu. Và quan trọng nhất ấy, vì sao mà ở trên thị trường có rất nhiều những cái hàng vỏ lô mà anh em không nên chọn? Tại vì là hàng zin thì nó mới bền, mới ổn định được. Và đồ zin thì nó mới chất được. Chứ nó những cái đồ lô anh em dùng thì dăm bữa nửa tháng nó hỏng thôi. Đây, mình có thể mở cái mặt sau cho anh em xem bên trong luôn. Đây, cục pin zin nhá, pin zin P4L thì pin zin thì nhìn cái quả tem là biết rồi, tem xanh lét luôn. Và các cái con ốc này, anh em để ý các cái con ốc này đều phải mới đét và chưa có dấu hiệu cậy mở nhá. Đây, các cái con ốc này, ốc mới đét luôn. Và những cái con ốc này đấy, mà nó là ốc ngoài ấy, thì thường đa số là ở dưới chân gen của con ốc ấy, thì nó sẽ có sơn xanh lá cây, xanh dương hoặc là màu cam. Thì ngày xưa, vì sao ở trên những cái con ốc zin của Nokia ngày xưa ấy, nó sẽ có sơn, một lớp sơn ở bên ngoài. Chỉ ốc ngoài thôi nhá, mình chỉ nói luôn là chỉ ốc ngoài màu trắng. Ốc ngoài inox thì nó sẽ sơn một lớp để nó tránh trườn gen hoặc là oxy hóa. Ốc ngoài thôi nhá, còn ốc bên trong thì nó sẽ không sơn cái lớp ở chân gen. Nên là anh em nhìn cái chân gen là biết là ốc zin hay không zin rồi. Đấy. Camera sau còn nguyên siêu nhá, còn nguyên cái siêu ni lông này. Cái tròn tròn này là cái giấy quy tín thử nước nhá, vẫn còn trắng phao luôn nhá. Và toàn bộ đều phải máy zin đét và mới đét 100%, thì tất cả đều phải mới đét 100% này. Made in Phần Lan, con này là email lụa. Email là 667384. Đây. 667384, nói chung là nó phải chuẩn trùng email tất cả, và check code nó phải ra đúng chuẩn là code của Movistar. Ok chưa? Mặt lưng zin này. Đây, cái nắp lưng zin thì nó phải đẹp keng như này. Nó phải có hai cái giải xốp như này, và cái chỗ chữ ở bên dưới, những cái ký hiệu ở bên ở giữa này, nó cũng phải chuẩn như này. Thì cái chữ ký hiệu này thì có hai loại, một loại là nét đập đôi, đây là cái loại nắp lưng là nét đập đôi, còn một loại là nét đơn cũng đẹp, mà nét đập đôi cũng đẹp. Nói chung là hàng zin thì anh em phải có kinh nghiệm tiếp xúc nhiều mới biết được. Và nó có hai cái chấm ở đây để nó tiếp xúc hai cái này, mình không biết là nó là tiếp xúc sóng hay là cái gì. Đấy, ok. Và mặt lưng của nắp lưng zin nhá, thì cái chữ E-series này nó phải có một độ chìm nổi nhất định nhá, cho cái bọn hàng vỏ lô thì nó không thể sắc nét được như hàng zin. Và toàn bộ là nguyên zin 100% nhá. Ok. Một chiếc máy cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Anh nào mà sưu tầm thì liên hệ sớm trước khi hết. Chỉ có 5 chiếc này thôi, và 2 năm rồi mình mới về được 5 chiếc này, nên là anh nào mà cần quan tâm E71 zin chuẩn thì liên hệ mình. À, còn một cái món phụ kiện nữa, con này nó còn một cái món nữa là một cái thẻ nhớ này, mình để ra, mình định nói mình quên. Đây. Ngoài những cái phụ kiện mình đã giới thiệu ra thì còn một cái thẻ nhớ 2GB nữa nhá. Máy nào cũng có một cái thẻ 2GB này nhá, và tất cả đều là nguyên zin. Đấy. Ok anh em.